Ôi giờ lại có một cái lý sàn nữa. Cái này kéo không thể bên đấy bị tán thì cũng ok. Mới cho chậu à? Cái này thích nhất cái cây cây trầu với cây kiều hùng của bác kia. Ôi, ôi trời. Ôi, đọc phong, ôi bay, ôi quái. Đẹp bên kia cây to to như này, như cái hai cái xanh đi khó bán lắm. Không thấy muốn nhận đâu nhỉ? Mấy cái tay này dễ chết lắm, nhìn héo héo rồi. Mới cho chậu mới cắt bẻ. Nói chung là sẽ mất một số cái tay. Cái này là cái gì anh mà cầm thị đúng không? À, đúng không? Nhìn như cây mùa đông luôn. Cầm thị thì tán rất là dày. Chè, chè ngà. Chè đẳng cấp ấy. Cây này chè này làm được bao lâu rồi? Rất tài. Làm được tay nó mà nó không bị ấy nhỉ. Chè nó rất là giòn, nó có cái khớp. Quá nghệ thuật, trồng này cũng khó đấy, chứ đùa đâu. Cái này có chăm sóc gì đặc biệt không anh, hay cứ tưới nước thôi? Tưới nước thôi. Tưới nước là hơi sâu. Không bị bỏ răm bỏ chi nhỉ? Có chứ. Nó vẫn bỏ nhỉ. Bỏ thế, răm này nó dai răm. Thế mà vẫn đầy được. Nhìn nó khắc khổ và nó lên được. Cẩn thị. Thì giá mà cái gốc nó to to, nó hồi đầu tí thì nó lượn vù tí được thì nó hợp giá. Nhìn bộ gốc bộ chậu này là thấy là trồng là lâu rồi. Phải vậy.
cái ngọn này là nó tự nhiên hay là mình về lượn nó như thế? Làm thì nhỏ đấy. À. Cái này của em à? À vâng, ai? Cái đấy là bao nhiêu tiền đây? Che đấy. 1.500.000. 1.500.000. Ừ, để đi. Ừ, vấn đề là mình về mình sợ nó. Tâm xi nó không bền thôi, chứ còn giá thế là quá hợp lý. Ừ, đúng là chuyện suốt ngày che đảo đi. Giá hợp lý. Mà đã đâm đầu xuống đất. Để thế đâm đầu xuống đất. Nghịch tinh anh của dối đi, nghịch tinh. Ở nhà mình có làm được nói như thế này đâu. Khi này ngồi, chứ ngồi không cũng biết làm gì thôi đúng không? Đẹp. Đi nốt quay nốt với cái kia xong quay lại. Về cái chỗ à. Con này của chú ác đấy. Quá đẹp con hán này. Xin hiểu. Này hàng nó gọi là hàng xịn xịn xịn. Hàng này nó là hàng xịn. Được cái là có tuổi rồi. Này chắc Nam Điền chú nhỉ? Con này chắc Nam Điền nhỉ? Quê. 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 Con này mà là Nam Điền thì đốt tiền. Cái bệ giống Nam Điền hết. Hoa vàng này hoa gì Động Viên à? À không. À đấy. Đấy anh xem giao lưu nào. Đấy nhiệt thiếu đi. Đang điền thì đốt tiền. Quê bác. Quê mà ra lại bệ nó lại đơn giản thế này. Lộc Vừng. Bán được cây nào cho chú? Cây rồi. Hôm nay mang ít đi thế thôi à? Gần hết rồi. Gần luôn. Đây này, đây này thôi, có ông bạn nữa đây này. Anh em bên kia đi. À, thế à? Bên chuyên lên đây này. Nhìn quen quen đấy. Đấy. Đấy đấy. Anh em ra đằng bên kia thì là ra bắt tay kèo cả đi. À bác hay quay video đúng không? Đấy, video này, video này. Đã quay tí nào chưa? Quay đi từ sáng rồi đấy. À thế à? Thế hôm nay tao một xem. Thế là quay làm bao nhiêu đây này? Sáng. Tan tan thì cũng phải 2 tiếng đồng hồ thôi. Thế nào? Vừa trốn đi làm chạy ở đây tí. Không biết sếp có đang có xem không? Có hôm ông đưa lên cả ấy đấy à? Vâng. Đấy. Liệu Nguyễn này các bác. Đấy. Cái lá hán này cũng hay. Ừ. Vâng. Quay đi. Vâng. Bác mua à? Bác mua về đây à? Bán chứ mua về. À thế à? Là quay trực... đẹp là phết rồi đúng không? Vâng, lên hình thì đẹp lắm. À, quay lên chụp hay ra phết đi. La hán trực đây, trực lắc đây. Chú kia chả mang cây gì mấy. Bán được cây nào chú? Được một. Rồi. Nó sang xem cái cây tre này mắt. Lạ quá. Chè. Đây. 1.500.000 thôi. Chắc mang cả cho tôi 1.000.000 thôi. Đẹp quá. Đi sang quay phía sau. Đấy, chúng ta mua cái rong rồi là rồi.
Mua thì mua được nhưng mà sợ về nó bỏ chi bỏ răm thì nó toàn đốt vào và dây toàn đốt rồi không ổn, sẽ gãy này cũng được khô. Cái xe này đẹp nhỉ? Vâng. Đấy. Vậy giá rẻ chứ? Bao tiền cây? Đang bảo 1,5 triệu chắc mà cài được. Nhìn thế này là biết là trong công trợ lâu rồi, là ok, là yên tâm rồi. Vấn đề mình về mình có làm được không? Xe này không làm được gì mà không bị bỏ, vẫn là đầy răm, đầy tay, không bị vỡ đốt. Tiền thì hợp lý rồi mà chưa dám mua.